trận đấu giữa Đại học Nội vụ và Đại học Mỏ Địa chất. Phía gần màn hình của chúng ta là Đại học Mỏ Địa chất, cũng chính là trường của Hùng. Bởi vậy cũng chính là nguyên nhân chính mà Hùng livestream trận đấu này. Hello 222 người xem. Hello Nguyễn Xuân Hải, cảm ơn Nguyễn Xuân Hải đã vào xem livestream của Hùng. Hello Trần Phương Thúy. Hello Cubin, hello Trần Xuân Hải. Vâng, em chào anh Trần Xuân Hải nhé, rất vui anh đã có lời chào gửi đến em. Hello Nguyễn Trần Tú, hello Cubin. Liệu rằng Tùng Dương có giúp cho Đại học Mỏ Địa chất, liệu rằng Tùng Dương có giúp cho Đại học Mỏ Địa chất sánh vai với các trường khác hay không? Vâng, một pha bắt lưới không chính xác của Thu Hoàn, tuy nhiên phản xạ của Tùng Dương rất nhanh. Điểm 2-1, Đại học Mỏ Địa chất tạm vươn lên dẫn trước. Phía bên này Tùng Dương là tay vợt số 1 của trường Đại học Mỏ Địa chất. Thu Hoàn cũng là tay vợt nữ số 1 của Đại học Mỏ Địa chất. Số 1. Em đánh thắng rồi anh ơi. Vâng, một pha đập cầu chéo sân rất hiểm hóc, tuy nhiên cầu ra ngoài hay sao ấy? Vâng, cầu vẫn trong sân. Rõ ràng nữ ở bên kia đánh tốt, cực kỳ dị. Gần đây Tùng Dương cũng giành huy chương bạc ở nội dung đôi nam. Hello Linh Duyên, rất vui được làm quen với Linh Duyên. Thu Hoàn phát cầu. Vâng, rất tiếc. Ultra Carbon 2500B của Hùng. Hello Tiến Trường. Không, chưa bán kết mà vòng loại thôi. Vâng, Tùng Dương rất hay những pha tạt cầu ngang cực kỳ hay. Phát cầu. Trương Mạnh Dương cổ vũ cho Tùng Dương đi. Hello Mai Thùy Diễm. Vâng, một hay bằng Dương nhá. Những thằng tên Dương đánh cầu rất hay. Những thằng tên Dương đánh cầu rất hay. Đô Hà Nội nha em ơi. Hello Trịnh Hiền. Hình như đây là lần đầu tiên Trịnh Hiền vào xem livestream của anh. Vâng, một pha cài cầu rất đơn giản mình. Vâng, một pha. Ok, trường nông nghiệp năm nào cũng tham gia và năm nay cũng tham gia nhé bạn ơi. Cảm ơn anh Lộc Bách Hiền. Anh em sẽ cố gắng giành lại. Vâng, Tùng Dương phản cầu quá hay, dứt điểm được anh. Đào Mỏ Địa chất đã vươn lên dẫn trước 12-9, cầu ngoài. Hello Tuấn Nguyên. Vâng, lại một pha xử lý cầu rất hay của Thu Hoàn. Hello Thảo Sinh Trinh Trọc, Đại học Nội vụ. Vâng, cổ tay của Tùng Dương rất khỏe. Vâng, rất có hai đội. Nhưng Hùng rất mong bạn có thể cổ vũ cho đội Hùng, bởi vì bên này là Đại học Mỏ Địa chất, là màu cờ sắc áo của Hùng đấy. Hùng đang thi đấu cho Đại học Mỏ Địa chất. Tùng Dương cố lên. Rất hay. Đại học Nội vụ phát cầu. Phùng Trọng Tấn. Ok, Bubi cũng đánh đôi nam nữa. Vâng, một pha. Anh Thế Phương Ngô là một lông thủ hàng đầu của ở nội dung đôi nam cầu lông miền Bắc này. Anh cũng hiện tại còn. Nếu mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ livestream này được không? Đôi nam nữ giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Vâng, cầu tiếp tục trong sân. Cầu của Đại học Nội vụ. Vâng, Tùng Dương rất lì đòn. Những pha xử lý cầu vẫn rất khéo léo. Vâng, hello Dương Bình, nữ bắt lưới tốt quá. Cảm ơn Dương Bình, rất vui được làm quen với Dương. Vâng. Phương Hoàn. Anh ơi, ok, đúng Phương Hoàn. Vâng. Pha hai nhịp của Tùng Dương. Vâng, vẫn rất lì. Tùng Dương rất tốt, quá hay. Phát cầu. 22-15. Đấy, rõ ràng các bạn xem cổ tay của Tùng Dương quá tốt luôn. Vẫn kịp. Hay quá. Vâng, một pha yểm trợ rất nhanh của Thu Hoàn. Rất tiếc hơn mình. Tuy nhiên nam bên mình Tùng Dương đánh rất hay. Ra. Linh Đàm. Cảm ơn Linh Đàm.
khó nói lắm bạn ơi. Chưa đến điểm số cuối cùng, chưa thể biết được. Đánh xếp 31 Nguyễn Hồng Sơn ơi. Tùng Dương vẫn thủ cầu rất tốt nhưng Tùng Dương thu hoàn cố lên. Vâng, một pha cài cầu qua tay rất hay của Tùng Dương. Tùng Dương ơi, bị chặn hết rồi. Đức Thuận. Vâng, Nam bên này bắn cầu. Vâng, rất thi đấu. Quận Long Biên. Vâng, Đại học Mở Địa Chất. Phương Hoàn là đôi của Trường Hùng. Vẫn lên được, dã man. Tùng Dương. Rồi vừa khen xong đập cầu vào lưới mẹ mất rồi. Cảm ơn Dương Bình. Tối anh lại em khéo. Hello Thanh An, hello Hữu Mạnh, cáo là 4 điểm. Chúng ta cần lưới rộng điểm số hơn để có thể giành chiến thắng chắc chắn trong trận đấu này. Chết này. Chết này, chết này. Chết này, Huy à. Cầu lông Kawasaki ở nội dung đôi nam nữ. Hello Trần, hello Phạm Ngọc Linh. Ok Phạm Ngọc Linh ơi, anh đang cần hai em gái xinh đẹp hôm qua hô cổ vũ cho bọn anh này. Tùng Dương vẫn xử lý rất khéo léo. Vâng, rất hay Tùng Dương. Phải nói Tùng Dương thủ cầu rất khó chịu, anh thủ rất chìm cầu luôn. Hello Bả Công, hello Đạt, Lê Duy. Vâng, toàn những người lạ, toàn những người xem lạ. Vẫn còn, dã man Tùng Dương. Không sao cả. Ok, đây là trận đấu đối đầu giữa Đại học Nội vụ và Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải các bạn. Điểm 25-27. Vâng, vẫn lên, Tùng Dương vẫn rất khéo léo. Chết. Tiếp. Cầu ngoài. Điểm 28-25. Điểm 28-25. Lại sai rồi anh ơi, cảm ơn Phạm Ngọc Linh. Mẹ thằng Oánh, thằng Oánh đâu ra chịu trách nhiệm vụ này cho anh nè. Phạm Phương, hello Phạm Phương. Hello Nguyễn Hải Sơn, hello Đạt Duy Lê. Ok anh Đạt Duy Lê. Tại vì anh ít xem live stream của em đấy. Nữ bên kia đánh hơn nam, nữ bên này đánh hơn nam. Tùng Dương, tuy nhiên Tùng Dương cân tim như tuyển đấy. Hello Giang Thép, hello Trần Anh Dùng, hello Nguyễn Quang Toản. 111 người xem. Xem đau tim quá. Điểm 27-28 rồi. Cố lên Tùng Dương ơi, đừng để chiến thắng tuột trong tầm tay. Hello Nguyễn Tiến, hello Bùi Trọng Nghĩa. Lấy nước cho Dương đi em ơi. Trận đấu quá căng thẳng. Điểm 27-28. Phải nói là nam nữ bên này đánh rất cân nhau luôn. Đánh rất cân. Bên kia Tùng Dương thì đang phải cân tim một xíu. Thu Hoàn tỏ ra yếu hơn nữ của bên này. Mà chính xác là yếu hơn. Cố lên. Yeah! 29-28. 29-28. Quá căng thẳng. Xem trận này đau tim quá các bạn ơi. Cái lối mạng yếu đừng có ngắt nhá. Vai đái ngắt mạng rồi. Ăn đi rượu. À, tiếc thế. 29 đều. Cảm ơn Nguyễn Tuấn. Hello Thế, hello Vũ Mê Linh. Vẫn lên. Ba mươi hai chín, Tùng Dương cố lên. Phút cuối cùng rồi, Tùng Dương cố lên. Hello Phạm Phú Hùng, hello Nguyễn Quang Toàn, hello Dũng Hồ. Vẫn lên. 30 đều. Hello Hữu Mạnh, hello Dũng Hồ. Vâng, đây chỉ là trận đấu vòng loại rồi, nhưng có lẽ trận đấu xem hay như chung kết sớm vậy. Hello Minh Slam. Vâng, có hàng trăm cổ động viên đang đứng xung quanh để cổ vũ cho cả hai đội. Hello Nguyễn Hoàng Sơn. 30 đều. Chạm 31 thắng. Chạm 31 thắng, 30 đều, chạm 31 thắng. Không
Không phải đánh hơi hơi đâu bạn ơi. Nữ bên này yếu hơn mà. Dương lên! Đang mở điện nhất giành chiến thắng với tỷ số 31-30. Quá ai Tùng Dương? Tùng Dương quá ai? Rõ ràng Tùng Dương đã giành chiến thắng nhờ cây vợt của Hùng mà. Nhờ quân cán Hùng đấy. Quá ai Tùng Dương ơi, dã man. Dã man. Trận đấu đau tim quá.